Thưa quý vị, với mong muốn cảm hóa giáo dục tư tưởng đạo đức lối sống cho thanh niên từng lầm lỡ, thời gian qua tổ chức đoàn hội tại địa phương đã có nhiều mô hình cách làm hay, trong đó chương trình Sống Có Trách Nhiệm, Tâm Sáng Hướng Thiện là một trong những cách làm mang lại nhiều hiệu ứng tích cực. Một buổi sinh hoạt chuyên đề đặc biệt vừa được thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng cơ sở xã hội Bầu Bàng tổ chức. Tại đây các học viên không chỉ được giao lưu văn hóa văn nghệ mà còn được khơi gợi tâm hướng thiện, tinh thần sống có trách nhiệm, vượt qua quá khứ, nỗ lực cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua hoạt động này thì thành đoàn cũng mong muốn rằng học viên đang học tập tại cơ sở xã hội Bầu Bàng sẽ thấy được rằng cái trách nhiệm của bản thân mình, cũng như là thấy được cái sự quan tâm của các cấp bộ đoàn dành cho các anh chị, để từ đó các anh chị cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để sau này có thể tái hòa nhập cộng đồng. Nhằm tạo không khí sôi nổi, dịp này thành đoàn Đà Nẵng còn tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa cán bộ đoàn thành phố và cán bộ học viên cơ sở xã hội Bầu Bàng. Không khí vui tươi, gần gũi, đầy sức sống này đã góp phần tạo động lực để các học viên xóa bỏ đi những mặc cảm trong quá khứ, nỗ lực phấn đấu rèn luyện vì tương lai tươi sáng hơn. Thông qua những cái chương trình này là bọn em cũng có thêm cái động lực để có hướng phấn đấu để sau này về xã hội mình trở thành một con người tốt và hướng thiện, không có va vấp vào những con đường nghiện ma túy như thế này nữa. Tạo cho các em một cái không khí vui tươi để phấn đấu rèn luyện, học tập cai nghiện từ cơ sở để sau này tái hòa nhập cộng đồng. Giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức đoàn trong bối cảnh hiện nay. Trong đó đối với nhóm đối tượng thanh niên đặc thù, thanh niên lầm lỡ, công tác này lại càng vô cùng cần thiết. Bởi giáo dục phải đi liền với cảm hóa để tự bản thân mỗi thanh niên từng sa ngã tích cực, chủ động học tập, cải tạo tiến bộ, tránh xa ma túy và các tệ nạn xã hội, sớm tái hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.